Bên trong container chứa hàng trăm thiết bị máy móc, thiết bị điện tử đã qua sử dụng như nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp ga, cần câu, thậm chí cả ống nước chữa cháy. Đây là các mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, kiểm đếm để tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 container nhập lậu, số lượng lớn thiết bị điện tử, điện lạnh, xe máy đã qua sử dụng.